Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới xót xa. Mời khi xem video cận cảnh cháy lớn tại một giáo xứ Việt Nam, đúng lúc diễn nguyện văn nghệ, xin cầu nguyện cho bà con giáo dân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trên một vài trang mạng công giáo đang chia sẻ về vụ cháy lớn tại một giáo xứ tại Hà Tĩnh. Vụ cháy lớn xảy ra đúng lúc diễn ra văn nghệ và có hàng ngàn người dân tới xem. Đó là giáo xứ Ngô Xá, hạt Cẩm Xuyên, giáo phận Hà Tĩnh. Rất may, vụ cháy không có thương vong. Khi đám cháy xảy ra, khán giả lẫn ban hành giáo đều hô hoán dập lửa. Sau đây, mời cộng đoàn cùng xem cận cảnh video lúc xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng anh em chúng ta lên để chữa cháy hoàn đá rồi. Ta xin nhanh thôi. Đúng là một biến cố đầy bất ổn, một đêm Giáng sinh buồn ở giáo xứ Ngô Xá, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Cha xứ và bà con giáo dân hồ hởi chuẩn bị cả tháng trời, nhưng chỉ một ngọn lửa, hang đá Giáng sinh cao lớn đã tan tành cho bụi. Được biết, hang đá Giáng sinh cao lớn được chuẩn bị từ những ngày đầu tháng 12. Giáo xứ huy động các bạn trẻ, thanh niên trong xứ nhiệt thành tham gia. Được làm từ những cây tre và gia cố bằng lốp xe đạp, nhưng này đã trở thành đống tro tàn chỉ vì một dây chập điện. Thật là thương cho giáo xứ lúc này, một đêm mừng Chúa Giáng sinh chưa trọn vẹn. Nguyện xin Chúa Hải Đồng Giê-xu ban bình an tới cha xứ và giáo dân nơi đây. Chúc một biến cố đau lòng không lường trước được. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.